Chào cả nhà nha, mình là Hiếu, cái tên Bình Long này. Hôm nay ngày 31 tháng 7, Hiếu cậu dâu đi trồng dâu rồi vú sữa. Vườn Hiếu thì có rất nhiều dâu vú sữa và sơ ri 3 cây cho một người bạn đại gia. Đây là cái sơ ri này. Lấy bao đi anh. Lấy bao xin rửa đi. Cũng lót giống vậy đó. Đây là cái sơ ri mình chuẩn bị cẩu đi trồng cho một đứa bạn mới xây biệt thự. À, cái sơ ri da tượng rất là xanh nè. Đây là cây dâu nha, cây dâu anh em thấy rễ đây. Trời ơi, cái rễ nó kín luôn rồi, kín rễ ra kín bầu luôn. Cây này thì sống 100%. Anh để đứng cũng được mà anh. Anh kiếm đứng được xuống. Để đứng được mà anh. Xuống. Không được rồi. Hai bên. Cái này nó chạy lên trên á. Nó ruột lên. Thôi, anh lót giày vô. Thôi em lấy cho bao sợi dừa lót đi. Sợi dừa chơi sợi dừa luôn. Sợi dừa đi. Không lo xuống, đưa đây. Quay đi camera đi. Đang quay. Cái áo đập lên không luôn. Đó. Đang quay thôi, đang quay. Mẹ quay thì để tao lấy áo tao bận vô. Cái áo sẽ phục vô. Đâu có anh Nam rồi nè. Kia ngộ kìa. Tôi có quần đến nữa kìa. Không, để nằm đi. Xích vô rồi. Xích vô đây chứ, bên đó có rồi. Bên này vô nữa luôn. Cái kia. Thì Hiếu vậy đó. Cái kia lệch qua một chút. Lệch qua một chút cho nó nghiêng qua một chút. Đẩy qua xíu chút. Không có thiếu được đâu. Dựng lên anh Nam ơi. Phan không thiếu. Ý Hiếu để nghiêng vậy đó. Nghiêng. Nó có mày nè. Rồi đó. Rồi. Quất. Vậy là quất rồi. Ừ. Đây. Nắm đây là cứng rồi. Lòn chỗ này nè. Lòn chỗ này nè. Nắm đây là cứng rồi. Rồi đúng rồi. Nắm ngay khó rồi. Rồi cho em chơi tí đi. Rồi. Cho quay chỗ nha. Cái đang là chim.